Các bạn học sinh lớp 7, hôm nay chúng ta tìm hiểu sang cái phần 2 trong cái bài 22 quang hợp ở thực vật ở bộ sách Chân trời sáng tạo nha các em. Và trong cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vai trò của lá với chức năng quang hợp. Thì chúng ta biết là trong tất cả các cái cơ quan của cây thì lá chính là cái cơ quan chính đảm nhận cái chức năng quang hợp. Như vậy lá có cái đặc điểm cấu tạo, hình thái nó phù hợp với chức năng quang hợp như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ở trong phần này. Quan sát hình 23.3 hãy cho biết. Đấy, đây, hình 23.3 đây các em. Đây là một cái lá cây và đây là các cái bộ phận của lá. Đây, chúng ta gọi đây là phần cuốn lá. Cái phần mà chúng ta thấy đây. Đấy. Giống như cái xương đó các em. Đấy, thì người ta gọi đây là phần gân lá. Và cái phiến to, mỏng và có màu xanh này người ta gọi đây là phiến lá. Đó là các cái bộ phận của lá. Bây giờ chúng ta qua trả lời cái câu hỏi đầu tiên này. Ở hầu hết các cái loài cây thì phiến lá thường có bản dẹt và rộng. Và đặc điểm này nó có cái vai trò gì trong cái quá trình quang hợp? Như vậy thì chúng ta biết là lá cây nó thực hiện cái quá trình quang hợp và một trong những cái điều kiện cần để thực hiện quá trình quang hợp đó là nó phải có gì? Phải thu nhận được ánh sáng mặt trời. Có nghĩa là khi nó thu nhận được càng nhiều ánh sáng mặt trời thì cái quá trình quang hợp sẽ được đẩy nhanh hơn, tốc độ nó nhanh hơn. Cho nên cái phiến lá nó có cấu tạo là dạng bản dẹt và rộng để nó giúp cho cây thu nhận được ánh sáng mặt trời một cách nhiều nhất trong quá trình quang hợp. Đấy là sự phù hợp giữa cấu tạo với cái chức năng của lá, đúng không? Câu số 7. Mạng gân lá dày đặc có vai trò như thế nào trong quá trình quang hợp? Đấy, chúng ta thấy nè. Các em biết không? Gân lá nó có ba cái dạng là. Thứ nhất là dạng gân lá hình mạng đây, chúng ta nhìn thấy này, ví dụ như lá ổi, lá bàn đó các em, hoặc là lá mít, chúng ta thấy nó có một cái gân to được nối với cái phần cuốn này, sau đó có những cái gân nhỏ hơn này, đấy, sau đó có những cái gân li ti nữa, đấy, người ta gọi đây là gân hình mạng. Nhưng mà nếu các em quan sát cho cô á, cái lá hành này các em, hoặc là cái lá lúa, đúng không, thì chúng ta sẽ thấy là các cái gân nó hầu như là nó bằng nhau và nó không có phải như thế này mà nó song song với nhau. Thì người ta gọi đó là gân song song. Còn nếu các bạn để ý mà cái lá của cây lục bình này, lá của cây keo, lá tràm này các em, thì gân nó không có song song mà gân nó lại hình cung. Đấy, nó hình cung là hình như thế nào các em? Đây. Hình cung là ví dụ như đây là cái lá đúng không? Đấy. Lá của cây keo lá tràm này thì các cái gân lá nó có hình cung như thế này nè các em. Đấy, nó cong luôn theo cái lá, có dạng hình cung này. Đấy, thì người ta gọi đây là gân hình cung. Đấy, còn đối với cái lá lúa chẳng hạn, đúng không, thì chúng ta thấy mà cái gân lá nó như thế nào đây, nó song song. Đấy, thì người ta gọi đó là gân song song. Còn lá ổi hoặc là lá mít các em, đúng không? Thì nó có một cái gân chính to này, sau đó có nhiều cái gân như thế này. Đấy. Rồi từ những cái gân này là có những cái gân nhỏ hơn. Thì người ta gọi đây là gân hình mạng. Đấy. Rồi cô vừa giới thiệu với các bạn đó là ba cái gọi gân lá, đúng không? Gân lá hình cung, gân lá song song và gân lá hình mạng. Đấy. Thì cái mạng gân lá ở trong cái lá nó dày đặc thì nó có vai trò như thế nào? Thì chúng ta biết là nó có vai trò là vận chuyển nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây đó chính là nước cho quá trình quang hợp. Đồng thời đó là nó vận chuyển theo cái con đường đó là mạch gỗ. Còn mạch gỗ là gì? Đó là cái cấu tạo của cái gân lá. Nó có hai loại mạch ở trong đó, đó là mạch gỗ và mạch ray, hay còn gọi là mạch li bê. Thì sau khi mà nó vận chuyển cái nguyên liệu là nước theo cái mạch gỗ lên cung cấp cho quá trình quang hợp thì nó sẽ vận chuyển cái sản phẩm của quang hợp đến những cái cơ quan khác. Như vậy là lá tạo ra những cái sản phẩm này không phải chỉ bản thân nó sử dụng mà còn cung cấp cho thân này, rồi cho rễ này,
rồi cho quả này, vân vân, cho nên nó phải vận chuyển đến những cái cơ quan này, thì cái này là do gân lá đảm đảm nhiệm. Chúng ta chuyển sang cái câu tiếp theo, quan sát hình 24.23.4. Đây, đây các em, hình 23.4 đây. Đây là cấu tạo giải phẫu của lá, một cái lá cây, cấu tạo giải phẫu. Đây là bề mặt ở phía trên. Thì chúng ta có biểu bì này, chúng ta có những cái tế bào thịt thịt lá đấy, tế bào thịt lá này. Rồi đây là biểu bì ở mặt dưới, thì chúng ta có những cái khí khổng đấy. Và trong cái tế bào thịt lá này các em, đúng không? Đấy, chúng ta trong cái tế bào thịt lá, cái những cái tế bào mà có màu xanh xanh này, thì chúng ta có một cái bào quang, đó chính là lục lạp. Đấy, bên trong lục lạp nó có chứa gì? Chất diệp, diệp lục màu xanh. Đấy. Câu số 8, bào quang lục lạp trong tế bào thịt lá có vai trò gì đối với chức năng quang hợp? Thì cái bào quang lục lạp đó các em, nó chứa cái chất diệp lục, đây những cái tấm màu xanh xanh này các em. Đấy. Và cái chất diệp lục này nó có khả năng là hấp thu và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Đấy, cho nên đóng một cái vai trò rất là quan trọng, đúng không? Chứa chất diệp lục, hấp thu và chuyển hóa năng lượng của ánh sáng. Vai trò của khí khổng trong quá trình quang hợp đó là gì? Khí khổng này các em, đây, có cấu tạo là những tế bào giống như hai cái hạt đậu và nằm ở biểu bì mặt dưới của lá. Thì ở đây chúng ta thấy là khí khổng nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Đó là khi mà khí khổng nó mở thì carbon dioxide từ môi trường bên ngoài sẽ đi vào được bên trong lá, là cái nguyên liệu cho quá trình quang hợp. Đồng thời là nó thải cái gì? Oxygen, cái sản phẩm của quang hợp ra môi trường bên ngoài. Còn khi mà khí khổng nó đóng thì cái quá trình này nó ngừng lại, cho nên chủ yếu là nó mở vào ban ngày khi mà cây diễn ra quá trình quang hợp nó mạnh, đúng chưa? Ngoài cái công dụng đó là cái phiến lá các em, nó có cái dạng bản dạt và rộng để mà nhận được nhiều ánh sáng, thì cái cách xếp lá ở trên cành đó, nó cũng giúp cho cây có thể thu nhận được nhiều ánh sáng. Thì nó có rất là nhiều cái cách xếp lá. Ví dụ như là nó xếp những cái lá này nó mọc so le chẳng hạn, mọc cách đó, cứ một đoạn thì nó lại có một cái, đây ví dụ như cái cành này đúng không, nó có thể mọc là ví dụ như đây một cái lá, cách ra một đoạn đây là một lá, cách ra một đoạn đây là một lá. Đấy, người ta gọi đây là mọc cách. Đấy, cô giới thiệu với các bạn luôn này. Thứ hai đó là nó mọc vòng các em, mọc đối. Ví dụ cùng một cái mối như thế này thì nó sẽ ra hai lá. Ví dụ như ở cây ổi các em. Đấy, thì người ta gọi đây là mọc đối. Và thứ ba đó là mọc vòng. Thì cùng một cái do một cái mấu như thế này nhưng mà nó lại có thể là có 3 lá, 4 lá, 5 lá, 6 lá, thậm chí là 8 lá. Ví dụ như là ở cây hoa sữa thì người ta gọi đây là mọc vòng. Như vậy là tùy vào từng loài cây có những cái cách mọc khác nhau để mà giúp cho nó có thể nhận được cái lượng ánh sáng là nhiều nhất. Cái câu hỏi tiếp theo là hãy cho biết đặc điểm và vai trò của phiến lá, gân lá, lục lạp, khí khổng trong quá trình quang hợp. Thì đây, cô có cái bảng đây để mà chúng ta nhìn cho nó một cái cách là nó bao quát nhất, đúng không? Đấy. Cái phiến lá thì đặc điểm là dạng bản dạt, phiến lá rộng, có vai trò thu nhận ánh sáng. Lục lạp là màu xanh, tập trung ở lá cây và nó chứa chất diệp lục, có vai trò là hấp thu và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Gân lá có các cái mạch dẫn cứng cáp nằm trong cấu tạo của lá, có chức năng là vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp. Khí khổng nằm ở lớp biểu bì của lá, có khả năng đóng mở và dùng để trao đổi khí như là khí carbon dioxide hoặc là oxygen và thoát hơi nước. Ở một số cây có lá tiêu biến, ví dụ như ở cây xương rồng này các em, chúng ta đâu tìm thấy lá của nó đâu.
Thì cái quá trình quang hợp diễn ra ở bộ phận nào? Thì ở đây chúng ta thấy là cái quá trình quang hợp nó diễn ra ở phần phần thân. Cho nên chúng ta thấy thân của nó có màu gì kem? Có màu xanh. Thì những cái tế bào ở thân này nó chứa cái chất diệp diệp lục. Đấy, mà khi đã chứa chất diệp lục thì nó có khả năng thu nhận ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp. Như vậy ngược lại các bạn sẽ hỏi là có một cái số cây, ví dụ như là lá của cây huyết dụ này kem, nó có màu đỏ đúng không? Hoặc là lá của cây tía tô này nó có màu tím. Như vậy nó không có màu xanh, như vậy nó có diễn ra quá trình quang hợp hay không? Thì xin thưa với các em rằng là ngoài cái sắc tố màu xanh lục chlorophyll chứa ở trong lục lạp, thì lá nó còn có những cái sắc tố khác, ví dụ như sắc tố cam, sắc tố đỏ, sắc tố tím. Và tùy vào cái tỷ lệ mà cái sắc tố này nó sẽ được biểu hiện ra bên ngoài. Cho nên do đó mà khi mà cái loại lá nó không có màu xanh thì thực ra chúng vẫn chứa chất diệp, diệp lục, và chúng vẫn có khả năng xảy ra cái quá trình quang hợp bình thường. Như vậy là clip ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo, là chúng ta sẽ học cái phần cuối cùng của cái bài quang hợp, đó là các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp nha các em. Chỗ nào còn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phía dưới, cô sẽ giải đáp cho các em. Chúc các em học tốt, nhớ like, share và đăng ký vào kênh thầy Quang nha.